Loạt bí mật đáng kinh ngạc bên trong nơi những chiếc iPhone ra mắt. Kể từ năm 2017, Apple bắt đầu ra mắt những chiếc iPhone của mình trong một khán phòng mang tên vị cố CEO Steve Jobs. Kể từ năm 2017, Apple bắt đầu ra mắt những chiếc iPhone của mình ở khán phòng mang tên Steve Jobs Theater nằm bên trong khuôn viên trụ sở chính hình con tàu vũ trụ của hãng. Trước đó, hãng này thường thuê ngoài các khán phòng để phục vụ cho mục đích này. Có rất nhiều thông tin về Steve Jobs Theater có thể khiến bạn kinh ngạc. Khán phòng Steve Jobs Theater không có bất kỳ một cột trụ nào để đỡ phần trần nhà hoặc để chia cắt âm thanh. Dù vậy, những gì diễn ra trong sự kiện iPhone X năm ngoái cho thấy không có một âm vang nào được phát ra. Apple cho biết những người xuất hiện trong khán phòng đóng vai trò là một đối tượng hút âm thanh. Dù vậy, nếu chỉ có một nhóm nhỏ người trong khán phòng, Apple sẽ được một số thiết bị hút âm thanh tạm thời, nên các bức tường bên trong khán phòng này không có bất kỳ một khung, đường ống, dây hay loa nào có thể nhìn thấy được. Đội ngũ kiến trúc từ Foster + Partners rõ ràng đã thành công trong việc nhấn mạnh chủ nghĩa tối giản bên trong khán phòng này. Phần trần sợi carbon của khán phòng được gia cố bởi khung kính. Foster + Partners cũng giấu các đường dây và đường ống khỏi tầm nhìn thông thường. 20 điểm nối nhỏ bé ngăn cách mỗi tấm kính chính là nơi chứa các đường ống nước, được thiết kế đặc biệt cho hệ thống chữa cháy, được giấu bên dưới phần sợi carbon. Các điểm nối còn lại là nơi bố trí dây kết nối cho các mục đích như điện năng, dữ liệu hay âm thanh. Thang máy bên trong Steve Jobs Theater sẽ từ từ quay bởi lối ra và lối vào ở tầng trên và tầng dưới nằm về hai phía đối lập nhau. Steve Jobs Theater được thiết kế để có thể chống chịu được những trận động đất mạnh 8 độ Richter, mặc dù toàn bộ công trình trông như một khối thống nhất thế. Nhưng ngoại thất các tấm kính và phần mái nhà đều được đặt trên các ngăn cách theo cơ chế con tắc, cho phép chúng duy trì được sự cân bằng ngay cả khi mặt đất rung chuyển. Apple thậm chí còn khẳng định Steve Jobs Theater vẫn sẽ đứng vững ngay cả khi toàn bộ phần tường kính của nó bao gồm 44 tấm bị vỡ. Tay vịn cầu thang được khắc trực tiếp bằng đá. Một điểm bất ngờ thú vị là phần lòng bàn tay bạn chạm vào để vịn, tiếp xúc, sẽ được thiết kế nhám, trong khi đó ở mặt bên trong, nơi những ngón tay bạn trượt khi di chuyển, lại được thiết kế mịn. Đây thực sự là một chi tiết cho thấy Apple tỉ mỉ đến mức nào với công trình này. Công trình này được chú ý đến, từng tiểu tiết chẳng khác gì một sản phẩm thực sự của Apple. Hãy viết bình luận để cho mọi người biết ý kiến của bạn về sự việc này. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.